Đấy các bác ạ, mặt trời đã lặn rồi nhá. Mặt trời đã lặn rồi, gần 7 giờ tối rồi. Nhưng mà em cứ bóc một số mã loài cho các bác, cái bác cho nó tắm nóng, tắm đi cho sướng. Cho các bác sôi sùng sục lên mọi người. À, chỗ này là cho bác 3 đôi loa karaoke. 3 đôi loa karaoke này thì báo cáo các bác là cho các bác giá mềm giá chất luôn đi, và em sẽ báo luôn là tình trạng loa xấu loa đẹp hay như nào vào luôn, giá luôn cho các bác nhé. Năm sốt mà trời đã lặn lâu lắm rồi, bây giờ xem nào, gần 7 giờ tối rồi, đã phải bật tạm cái bóng điện này rồi đó nhé. Đấy, điện lên đèn hết rồi thì sau đây em và các bác là sẽ vào từng mã nhé. Có một đôi Zoa JBL này, một đôi BMB này, và đặc biệt là đôi này rất là quý hiếm này. Đó là đôi loa Avancer, Avancer. Dòng này rất là ít có, dòng này là loa nghe nhạc rất là nhiều nhưng mà loa karaoke thì hầu như là ít. Vào luôn giá cho các bác nhé. Bắt đầu vào với con em JBL đi. Con này bát hay. À, em lấy cái điện thoại để em bật đi. Soi cho nó sáng hơn cho các bác bởi vì tránh buổi tối. Đây ạ. Đây là con loa JBL bát 25. Báo giá luôn cho bác 3 triệu 9. Bát 25 3 triệu 9. Xé luôn cho bác nhìn cho nó sướng nhá. Con này xem nào. Con này hình như 4 hay 5 tép ấy. Đây con bát 25 này. JBL bát 25 ạ. 1 tép, 2 tép. Ui con này 4 tép các bạn. Vậy là con này 5 loa một thùng. Con JBL này để cho bác mức giá thấp nhất 3 triệu 9. Bắt đầu nhanh tay thì làm việc. 3 triệu 9. Đây. À, tem của nó đây. Ở JBL CA391329. Đấy. À, vỏ sơn sần, sơn sần. Hai lỗ thông hơi phía sau. Con này bắt 25, 3 triệu 9. JBL. Sang tiếp con BMB này. Con BMB này CS450VMK2 450W nhá, 450W. Ok, 8 ohm. Đấy. Con này theo thông báo là gân với lại màng loa là không được đẹp. Lột luôn ra để nhìn luôn các bạn. Cái gì cũng thế, lột cho nó thích. Xem nó như thế nào. Đây, gân loa chưa thay bác nhé, hơi nứt này. Đấy, thông báo này. Gân loa chưa thay, hơi nứt. Bác nào cần em sẽ gửi ảnh cho nhé, để cho buổi tối tối này cho nó tiện nhé. Gân loa chưa thay, hơi nứt nhưng vẫn đang dùng bình thường. Bát 25 BMB. Đấy. Ok chưa? Bác nào cần thì em Tuấn gửi nhé. Để cho bác mức giá 3 triệu 9. Mà thôi, 2 triệu 9 thôi này đi. Đây giá 39 này, để 29 bác nhá. 29, 2 triệu 9 thôi này. BMB. Ok chưa? 29 cho nó sướng. Chơi thế nó mới sập sàn bác ạ. Nhá. BMB CS450V MK2. Ôi các bác ơi. 2 triệu 9 thì bác bán cái củ loa không mấy con thép được. Được chưa? Em là em cứ thế cho nó sướng. 2 triệu 9 nhá. Chứ không phải 39 nữa nhá. Tí em chữa luôn 29. Còn con này mới con đặc biệt này. Con này mới là con đặc biệt này. Con này mới là khó hiếm này. Hiếm có đây. Những con kia thì các bác biết nhiều rồi. Đây. Một con loa mà karaoke bác nhìn này, con Avancer này, bác nhìn chưa? 125W một loa, độ nhạy 90 dB. Nhưng đối với dòng này thì rất là ít bác nhé, hầu như không có. Đánh rất là dã man uy lực. Bởi vì dòng này các bác biết là loa loa nghe nhạc của nó đỉnh cao mà. Con này thì bác đợi em chút nhé, em xé hết ra. Các bác nhìn nó thích, bởi vì những dòng loa kia thì các bác còn được biết nhìn thấy đấy nhiều, nhưng dòng loa này mà không cho ra thì rất là khó. Đây ạ, à van thôi nhá bác nhá. Cái tem này bác muốn đẹp ấy, bác bịt xung quanh băng dính vào đây bác phụt nhũ vàng nó nổi luôn, không cái gì đâu, nhưng mà thôi kệ cái đấy việc bác. Đây ạ, em soi cho bác nhìn nhá. Này, mặt đẹp chưa, quá đẹp luôn nhá. Những cái này em sẽ lau dọn cho bác nó sạch hết đấy. Bát 20, bát 20 bác nhé, bát 20. Riêng con này thì là đẳng cấp rồi nhé. Riêng con này hát karaoke gia đình nghe nhạc thì phê luôn. Dòng loa này không có trên thị trường mấy đâu bác nhé, và kênh của em
Không có. Con này chưa có một đôi nào bán trên kênh của em cả. Để cho bác nhá, đôi này 2 triệu 9, bát 20, vừa hát vừa nghe nhạc, phê luôn. Nha, các bác nào nhanh, nhanh thì chốt, còn không là hết. Chào các bác. Đấy, các bác thấy con này không? Siêu lạ, siêu độc cho bác luôn. Những con âm ly đến từ đất nước Đan Mạch. Con này made in Denmark, cái thương hiệu Beo này, Beo Master 1901 này. Con Beo Master này, thương hiệu loa của dòng này rất đặc cấp. Em bán loa của loại này thì rất là nhiều, nhưng để âm ly của những cái dòng này thì rất là ít. Con này để cho bác mức giá 5 triệu 6 nhá. Em báo giá luôn tháng 7 rồi, nhưng nhiều bác hỏi sâu bớt à. Em báo 5 triệu 6 luôn rồi cho bác nhanh. Đấy nhá, Beo Master. Đấy, con này size 50 này, 50, 50. Đấy đây, đây ạ, Beo Master. Con này có cầu gạt điện 110, 240, 130 và 220V. Gạt được đây. Ok chưa? Hàng made in Denmark. Đấy. Đằng sau đây, tất cả tản nhiệt đằng sau đây. Đấy, có nhiều tản nhiệt sau đây. Để kiếm con ông đi này, đa số là hàng của Đan Mạch thì đa số em bán này, gia mô của Đan Mạch thì rất là nhiều đúng không? Dòng loa Beo Vox này thì cứ về thì con nào là các bác ấy bay hết con đấy. Nhưng mà loa thì có, nhưng mà âm ly hãng này thì rất là ít. Nên hôm nay em sẽ mổ nó ra, em và các bác cùng tham khảo cái dòng này. Vì dòng này là không có, em bán rất là ít, không có âm ly này mấy. Nên là cũng thấy nó lạ lạ. Nên em bác cùng lột nhé. Giá thì có 5 triệu 6 thôi. Giá thành thì nó cũng bình dân, nhưng mà đối với những chiếc âm ly này phải nói luôn là nó cực kỳ, nó khá là hiếm đấy. Hiếm, ít có đấy. Ít có trên thị trường, không có mới đâu các bạn, rất ít nhé. Đấy, thì sau đây em luôn cho bác xem này. Nhẹ nhẹ thôi, chặt quá đấy. Đấy, qua nhìn nhé. Rất ít có trên thị trường. Ok chưa? Ui sao ôi. Các bác nhìn nó phê chưa? Các bác thấy sao? Các bác nhìn như thế này các bác thấy tê hết người chưa? Đấy, em thích cái này này. Giờ thì cứ phải như thế này nhìn nó sướng quá, nhìn chưa? Em giữ in cái máy cho bác đếm. Có đếm một tụ vàng này, nguyên tụ vàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tụ vàng, 17 con, khuất một con đây nữa. À chà chà. Còn bao nhiêu những cái đầu đèn này. Con đèn này, đầu đèn này nhiều. Báo cáo các bác là hàng âm ly Đan Mạch thì hầu như là em chưa được gặp nhiều. Em nhớ là lâu em bán lâu lắm có một chiếc. 7, 8 năm nay bán âm ly những loa, nhưng mà đây nhìn con biên thế của nó khủng chưa, kín hết luôn. Mở cái đáy đấy, đây là cái đáy, đây là em lật ngược cái âm ly lên nhé, chứ không mặt mặt gỗ bên trên nữa cơ. Nó nhìn chưa. Còn về bên trong này thì không nhìn thấy sò không ạ. À đây, những con sò này nó ép kín lắm, không phát hiện được sò bác ạ. Các bác gõ model của nó vào Google để tham khảo thêm nhé. Đây này, sò họ che hết để không nhìn được. Họ che, họ ép hết tản nhiệt theo xung quanh này. Kín lắm, rất là kín luôn, không hở. Có nhìn đẹp không? Những con âm ly phải nói luôn là mỹ mãn luôn. Đây, em nhấc cái máy cái điện thoại ra khỏi cái giá để em quay gần cho các bác nhìn cho nó thích. Đấy, quay gần này cho nó thích, bởi vì là có nhiều con các bác mua thì mua, mà các bác không mua thì các bác cũng khám phá cùng em để mình biết được thêm một số cái sản phẩm, một số sản phẩm thôi, không nhất thiết là cứ phải mua, vì những cái hàng như này nó rất là ít. Ví dụ cho Săn Xui, Đờ Nông hay Onkyo hay là một số cái âm ly khác nó rất là nhiều trên thị trường, thì hàng ngày gặp suốt suốt rồi thì không nói. Những con như thế này nó quá ít thì cũng muốn quay, cũng muốn quay và chia sẻ cùng các bác thôi. Đấy, chưa, quay chia sẻ cùng các bác.
Đấy, bác nhìn chưa? Khủng luôn. Ba tụ nôm. Quá đẹp luôn ạ. Không biết nói câu gì. Biến thế của con này thì nó lại đây, nó hình một cái chữ U này, vòng. Chấm hết bác nhỉ. Đẹp, đẹp hết nước luôn. Lõi ruột gan là thế này thì bác bảo nói gì nữa. Em nhìn này, rất là nhiều bóng đèn này, này bao nhiêu bóng đèn nhỏ nhỏ này. Đấy. Đây còn mặt trên này là mặt hồi gỗ này thì chắc là phải vặn vít ra, nhưng không vặn. Đa số là mặt thiết bị nó nằm ở dưới thì mặt trên cái đáy này nó chỉ còn một số. Đấy đây. Một số chân 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 hàn nó nằm phía đằng kia, nó ngược lại. Này nhìn này. Ôi trời. Bạn nhìn phê chưa? Quá phê luôn. Bạn nhìn những cái này. Ý, chấm hết luôn ạ. Chả biết nói câu gì. Giá thì bác tham khảo thoải mái, 5 triệu 6 thì nó quá bình dân cho một chiếc âm ly hàng hiếm có, đặc biệt đến từ Đan Mạch. 5 triệu 6 ạ. Chiếc này 5 triệu 6. Bác nào đang có vòng loa Beo Vox nhé, Beo Vox, rước các em này về đi. Đấy, được chưa? Đẹp chấm hết luôn, dây đẹp. Dây của em nó đây, phích cắm thì cũng nguyên của em nó luôn nha, tất cả của em nó luôn, dây cũng nguyên của em nó luôn. Và như các bác nhìn ở đây là ở cái nắp đáy này này thì họ đã vặn rồi nhá. Còn đây là điều chỉnh radio nhá, cassette radio. Đây như cái đáy này, như cái đáy này là các bác ấy đã vặn về chế độ này, các bác nhìn nhá. Cái này cái mũi tên nó chỉ các bác ấy đã vặn là sang điện 220 rồi. Còn nhà bác nào mà đang dùng tất cả 110 ấy, thì bác xoay ngược cái này, mũi tên này về đây thì dùng điện 110. Còn hiện tại là đang chạy 220. Được chưa? Mặt trước là vỏ nhôm hết nhé. Tất cả các nút bằng nhôm. Tất cả các nút bằng nhôm hết. Đây cái chế độ để em quay lại này cho bác đọc cho nó dễ, nó tiện hơn. À, đây là chỉnh radio, dò sóng này, mono này, phono, các cổng vào này, FM này. Đấy, được chưa? À, chỉnh bát tép, cân loa, đây là volume. Đấy. Có nhìn chưa? Này, bát tép và cân loa, còn đây là volume. Hết một dãy luôn. Đây ạ, à, thương hiệu của nó đây ạ. À. Đấy. Những thương hiệu này không phải là dễ kiếm đâu bác nhá. Em tuấn cho bác nhìn hết, cho bác nhìn kỹ luôn ạ. Em giữ một lúc cho bác đọc này, vì nhiều lúc em thì nói tiếng Anh em không được học. Các em ở quê, quê ngày xưa làm gì có được học tiếng Anh đâu bác. Thời đấy là tiếng sán con chả đủ ăn này, thật lắm, nói thật luôn mà. Rồi chào các bác nhé. Đây mức giá 5 triệu 6.